Các em ơi, lều trại đã được dựng xong rồi. Bây giờ mình đi ngủ đây. Hạ Mi ngủ chung với hai chị em của Thảo Ly và Thảo Vi. Đây là cái lò nướng ngoài trời dùng để nướng hải sản, thức ăn. Hạ Mi ơi, Hạ Mi, bạn hãy xuống cái đồi đó hái cho mình một bông hoa đi, mình muốn tặng mẹ mình. Khó lên quá. Ây da, cuối cùng mình cũng đã lên được rồi nè. Ủa, bông hoa đâu? Sao mình không thấy bông hoa nào hết vậy? Xuống đó mà hái đi. Sắp đến nơi cắm trại rồi mọi người ơi. Yay, hôm nay đi cắm trại vui quá. Mình cũng vậy đó Hạ Mi. Ừ đúng rồi, chị cũng vậy đó, rất là vui. Lần đầu chúng ta đi cắm trại chung với nhau mà. Mọi người hãy ngồi cho chắc, xe chuẩn bị rẽ sang đường đồi nha, hơi khó một chút. Mọi người hãy ngồi vững nha. Rồi, sắp đến rồi. Ây da, xém kẹt bánh xe rồi nè. Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Wow, cảnh xung quanh này đẹp quá. Chúng ta sẽ cắm trại tại đây nha. Chúng ta có thể nhìn ngắm cảnh đồi ở phía sau. Wow, anh Tony, anh chọn chỗ này rất là hay. Các bạn ơi, hãy xuống đây đi. Cảnh ở đây đẹp lắm. Được rồi, để chị xuống trước. Em nữa. Đúng là anh Tony chọn chỗ này hay thật. Ý, có tảng đá ở đây. Em ngồi xuống đây nghỉ mệt chút nha. Cô chủ ơi, cô chủ. Đến chỗ rồi kìa. Ủa vậy hả? Nãy giờ tôi ngủ quên. Thôi được rồi, xuống đi. Nhìn xung quanh có gì đẹp đâu chứ. Ủa, mọi người làm gì đứng ở đó hết vậy? Anh Tony yêu dấu của em ơi. Ủa, anh ấy đâu rồi? Ồ, đến rồi, mình cũng ra xe đây. Ngồi cả ngày đau lưng quá. Tới chỗ rồi mọi người ơi. Mọi người thấy cảnh hết xưa xung quanh đây như thế nào? Đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới. Ok, bây giờ anh sẽ lấy cái liều trại ra và sau đó chúng ta sẽ dựng lên. Được rồi nè. Wow, nhìn nó cũng dễ thương đấy chứ. Để xem bên trong nào. Wow, cũng thoải mái đấy chứ. Tony ơi, còn cái trại thứ hai này em dựng ở đâu đây? Anh nghĩ là dựng kế cái liều trại của em đi nha. Rồi, Tony ơi, sắp xong rồi. Bên trong đây cũng rất là rộng rãi cho tất cả các bạn gái. Chỉ cần trải tấm nhựa khi ngủ nữa là xong. Wow, Tony, em dựng liều trại rất là giỏi đó. Em có đi cắm trại lần nào chưa? Anh nghĩ là tối nay chúng ta sẽ ngủ trên xe, còn các bạn gái thì ngủ ở trong đây. Các em ơi, xong rồi hãy đem đồ vào trại đi. Dạ, anh Tony, chúng em sẽ mang vào liền. Chúng ta đến hơi trễ, rồi sắp tối rồi. Chúng ta sẽ ngủ qua đêm và sáng mai chúng ta sẽ tham quan. Như Tiên ơi, Kiều ơi, hãy đem đồ vào trại đi, nếu không á, lát nữa là mưa ướt đó. Thôi mình cũng mang đồ vào trại đây. Cái trại nào đây? Cái nào cũng được hết, nó đều giống nhau hết. Xin lỗi anh Tony nha, tại vì con gái nhiều quá cho nên các anh không có chỗ ngủ. Cô chủ à, để em mang cái cặp này vào trong liều trại nha. Vui quá, lần đầu tiên cắm trại cảm giác thật là khác lạ đó. Để chui vô đây thử xem. Wow, cũng rộng rãi thoải mái đấy chứ, còn có tấm lót nữa. Để mình cũng chui vô đây thử xem. Lần đầu tiên ngủ trong đây chắc là cảm giác lạ lắm ha. Nhưng mà rất là thú vị. Tối nay mình sẽ ngủ với chị Thảo Ly và Thảo Vi. Đi xe cả ngày rồi mệt quá à. Thôi, vô trại ngủ luôn. Nhưng mà nằm đây chắc là đau lưng lắm. Cứng ngắc à. Không phải như niệm kim đan của mình. Đau lưng quá à. Điền chi cho mất công ở nhà cho sướng. Nhưng mà được gần anh Tony là mình vui rồi. Ngủ trưa thôi. Chị Thảo Ly ơi, bây giờ hai chị em mình vào trại luôn nhé. Ừ được, chúng ta đi nào. Vậy là tối nay mình ngủ chung với Hạ Mi. Bây giờ mình sẽ trải cái tấm nhựa này ra để mọi người cùng ăn chiều rồi đi ngủ. Ây da, mình thiếu một cục đá rồi. Mi à, anh đã tìm được một cục đá to rồi nè. Đặt lên gốc ở đây. Đấy, gió không bay nữa nha. Ok, bây giờ mọi người hãy lên xe lấy thùng thức ăn ra. Trời bắt đầu nổi gió lên rồi kìa. Nó bay liều rồi. Ủa, thế ai ngủ trong đó vậy? À quên nữa, mình phải lấy cái lò nướng ra nữa để nướng tôm. Cái lò nướng này được ba mình đặt mua cho mình á, để mình đi cắm trại đó. Rồi mình đặt xuống đây.
Anh Tony ơi, bây giờ em sẽ giúp anh mang cái thùng thức ăn này ra và chúng ta sẽ bày ra ăn nha. Công nhận dì Năm chuẩn bị chu đáo quá, đem tất cả các thức ăn rồi. Sao Như Tiên và cô người làm không ra phụ? Trời ơi, nằm ngủ hết rồi. Được rồi, chị đã giúp em bày thức ăn ra rồi nè. Wow, có cả tôm nữa nè. Tôm nữa, chút nữa là mình nướng marshmallow, rồi thịt nè, và còn hết kem và trái cây nữa, hamburger nữa. Anh Tony ơi, anh hãy giúp em nướng hai cái que này nha. Tôm này chưa chín đó. Anh đã chuẩn bị lò nướng rồi, em cứ đặt lên lò nướng. Được rồi, em sẽ đặt lên cái lò nướng nha. Cái lò nướng của anh nhìn dễ thương quá, chắc là anh mua đắt tiền lắm phải không? Ồ, cái này là ba của anh mua cho anh. Chắc là Như Tiên mệt lắm, cho nên cô ấy đã ngủ. Thôi bây giờ mình đánh thức mọi người dậy. Như Tiên ơi, Kiều ơi, thức dậy ăn nè. Như Tiên, đến giờ ăn rồi nè, thức dậy nào. Đừng có ngủ nữa. Ủa, bạn nói gì đến giờ ăn rồi hả? Mình đói bụng quá rồi. Ý, mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi hả? Lần này mình sẽ ăn một cái bánh hamburger thật là to. Không làm mà vẫn có ăn, làm chi cho nó cực khổ. Rồi, tôm đã chín rồi đây. Có ai phụ anh lấy cái này ra không? Như Tiên và cô Kiều này kỳ quá. Để mọi người làm việc hết, còn cô ấy không làm gì hết, chỉ ngủ thôi. Cái mùi gì mà thơm dữ vậy ta? À, cái mùi tôm nướng. Đói bụng quá, cô chủ đâu rồi? Trời ơi, cô chủ đi còn nhanh hơn em nữa. Em đói bụng quá, cô chủ ơi. La, mình sắp được ăn rồi. Đói bụng quá, bây giờ tụi mình ăn thôi. Tôm nướng đây. Còn mình thì mình sẽ ăn cái bánh hamburger này. Cô chủ à, bánh hamburger hết rồi, hãy ăn cái que tôm này đi nha. Nè, có nước cam uống nữa nè. Đi cắm trại mà sướng ghê á, không cần làm cũng có ăn nữa. Như Tiên à, lần sau thì bạn hãy giúp mọi người nha, như vậy chúng ta mới được công bằng. Thôi bây giờ chúng ta hãy dọn dẹp đi nha, trời sắp tối rồi đó. Bây giờ hai tụi anh đi ngủ ở trên xe, nhường cho các em hai cái trại đó. Nếu mà tối ngủ có chuyện gì thì hãy đến gọi tụi anh thức dậy nha. Mà khu này an toàn lắm, không có gì đâu. Anh Tony ơi, cho em ngủ trên xe với anh đi. Không được đâu Như Tiên, em hãy ngủ ở trong lều cho nó an toàn. Các em ngủ ngon nha, tụi anh đi ngủ đây, trời tối rồi đó. Anh Xỉu à, ngủ có thoải mái hay không, có được hay không hả? Ý, anh Tony quên cái mền nè. Để mình đem qua cho các anh ấy. Anh Tony và anh Xỉu ngủ ngon nha. Cảm ơn các anh đã nhường lều cho tụi em. Ồ, không có gì đâu hả Mi. Bà cảm ơn em. Thôi, ăn no nê rồi, hai đứa mình đi ngủ luôn. Đào lừng quá, nằm dưới đất nè. À, Như Tiên, hãy đắp mền lại nha, tối lạnh đó. À, trời tối rồi, thôi bây giờ mình vào đây ngủ. Ngủ chung với hai chị em của Thảo Ly và Thảo Vi. Ba đứa mình ngủ chung lều trại như thế này ấm thật á. Ngày mai, Hạ Mi nó sẽ biết tay mình. Mới đây mà trời đã sáng rồi. Một đêm ngủ bên ngoài cũng thú vị lắm. Anh Xỉu ơi, thức dậy đi, chúng ta cùng đi khám phá khu này. Trời sáng rồi mọi người ơi, chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá khu này đi. Ok, buổi sáng hôm nay các em có thể đi khám phá tự do, nhưng mà không được đi xa lắm, tại vì nếu gặp nguy hiểm thì không ai cứu được, cho nên đi gần thôi. Cô chủ nè, sáng rồi, chúng ta hãy thức dậy đi. Tôi đã thức dậy từ lâu và đã lên kế hoạch rồi. Hôm nay tôi sẽ dụ Hạ Mi ra cái ngọn đồi ở bên kia. Chúng tôi sẽ cùng hái qua và sau đó... Và sau đó cô làm gì với Hạ Mi? Nói cho em nghe đi, cô chủ. Chuyện bí mật. Hạ Mi nè, nghe chị dặn nè. Em không được đi chơi xa nha chưa, và không được đi một mình, nguy hiểm lắm. Dạ thưa chị, em chỉ đi hái hoa gần đây thôi. Hoa ở đây nhiều quá, thơm quá. Bươm bươm vàng, bươm trắng và bươm nâu. Công nhận hoa ở đây đẹp quá. Mình sẽ hái một ít đem về tặng mẹ. Hạ Mi à, bạn hãy đi theo mình, ở đây có hoa đẹp hơn nè, chỗ đó không đẹp đâu. Đi theo mình nè, đi lên ngọn đồi này nha. Theo mình nha, đi lên đây hái hoa tặng cho mẹ bạn. Leo lên đây nhanh đi Hạ Mi, sao bạn đi chậm dữ vậy? Nhanh lên, nhanh lên. Khó lên quá,
Ây da, cuối cùng mình cũng đã lên được rồi nè. Ủa, bông hoa đâu? Sao mình không thấy bông hoa nào hết vậy? Bông hoa ở dưới kia kìa, bạn có thấy cái bông hoa màu đỏ ở dưới đó không? Bạn hãy xuống đó hái giúp mình đi nha. À, mình vẫn chưa thấy, nó ở đâu vậy? Nhưng mà sao mà hái được, khó lắm đó. Nếu bạn muốn hái được bông hoa đó, bạn phải đứng gần lại, đừng có đứng xa quá. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy bông hoa ở đâu hả? Bông hoa ở đây nè, xuống đó mà hái đi. I know there's no use to confront her, but how do you say this is the end? I'm through.